làm cho body các bạn cũng đỡ đỡ đẹp đẹp một tí chứ nó không đánh lon cứ xấu quá. Ok, nhưng mà tập... mình cũng tập nhanh ra. Mình đừng có tập cho nó đỡ bự, nó đỡ bự ra mình khó đánh lắm. Vậy là mình bình thường là dân cầu lông mà vô tập gym thì mấy anh em tập tạ sẽ bảo mấy anh em bị khùng. Giật như đi vậy các bạn. Ok, rồi bây giờ đây. Cái này bao nhiêu ký? Cái này thì mình có 5 ký thôi. 5 ký hai bên là 10 ký. 10 ký với lại cái cây này nữa. Chúng cái gì không đấy á. Cũng hít vào thôi đây. 20 lần các bạn nha. Mà chúng ta làm nhanh hơn so với gym. Gym là nặng và đẩy kiểu giống như là cố gắng hết sức để đẩy các bạn. Còn cái này chúng ta cố gắng chúng ta đẩy đều và đẩy nhanh. Lưng chúng ta hơi ưỡn lên các bạn nha. Ở phía dưới này lưng chúng ta hơi ưỡn lên. Đó, lọt phía dưới này. Nằm hai bên để cho nó thăng bằng. Thế có vẻ hơi vất vả đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ tập tới cái phần đùi đúng không? Đùi. Chúng ta tập đùi. Đùi thì chúng ta sẽ gánh. Các bạn ha, gánh thì Bảo hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta đứng cái tư thế nó chuẩn đi xíu. Đứng tư thế thì hai chân cũng đứng ngang vai. Nếu mình để cái tạ vô giữa ha, canh ngay giữa. Rồi, mở tạ. Rồi khi mình xuống thì mình đưa mông ra sau ha, giống như động tác tập gym vậy đó. Nó chỉ khác gym là mình tập nhanh thôi, còn gym nó tập chậm lắm. Đây, không không khoán thôi, tức là lên vừa phải đủ nó tập trung cho đùi này với lại nhiều. Mình đừng có xuống hậu nó vô khớp gỗ. À, với lại cái thứ hai nữa là không khoán khớp, tức là lên không lên cao quá đúng không? Đừng có lên thẳng người nha, đừng đứng thẳng lên các bạn. Thẳng đừng có gập khớp gối vô nha. Thì nói chung mấy cái này thì mấy bạn tập gym người ta cũng sẽ nói nhiều về vấn đề này rồi. Chủ yếu chúng ta tập nhanh thôi. Chủ yếu là tập nhanh. Đang bao nhiêu ký á? Phê quá các bạn, quên luôn rồi. 20 rồi các bạn. Nhưng mà anh thấy hình như là bên cầu lông nó tập nặng lắm đúng không? Về đùi thì nó khỏe lắm. Nó tập không phải mức... Không phải mức này các bạn ơi, nói chung là mình thì mình yếu mình ra mình tập mức này. Chứ còn các bạn mà tập gym lâu, tập mà tập cầu lông lâu năm là mình thấy gánh là phải 30 là bình thường. Nữ chắc cũng kiểu đó chắc đó. Thậm chí 70-80 các bạn, gánh. Rồi bây giờ Bảo sẽ hướng dẫn cho anh em chúng ta tập đùi sau. Nó ăn vào đùi sau cái mông nhiều hơn thì cũng rất là quan trọng trong bộ môn cầu lông. Thì cái này là mức tạ này là bao nhiêu? 20-20 mới được 40 rồi các bạn. Còn thường mà mình thấy những anh em là khỏe đạt tới 70-80 là bình thường. Thì Bảo già yếu rồi, anh chỉ tập phải 40 thôi. Ok, thì bây giờ cái máy này thì nó sẽ dồn cho đùi nha. Đùi sau này nhiều nè. Rồi. Cùng tập nhanh hai mấy cái các bạn ha. Sorry các bạn, chọc Bảo. Cái này chúng ta tập thêm bắp chân nha mọi người. Thì cũng tùy vào trọng lượng từng người các bạn ha. Cái này nó bị khô nhớt rồi. Ít tập các bạn. Đây chúng ta đứng lên cái miếng kê gỗ ở dưới á. Thì chúng ta cứ nhóm chân, chúng ta tập vào cái bắp chân, ăn vào bắp chân nha các bạn. Cũng 20-25 cái hoặc là nhiều hơn thì càng tốt. Và chúng ta làm cố gắng là 4-5 hiệp như tất cả các cái nhóm cơ khác thôi. Đấy, các bạn thấy dồn vô bắp chân rất là nhiều, chúng ta hỗ trợ cho chân tập nhanh các bạn nhé. Ok, chân thì mình cứ nhóm chân chúng lên chúng xuống, mình bỏ tạ lên mình gánh tạ rồi mình nhúng cũng được, hoặc là mình vô cái máy này mình nhúng cũng được nè. Nghĩa sao tập vô cái đùi sau chân, chân là bắp chân rồi đó. À. Làm mẫu cho các bạn coi ha. Đây có vẻ yêu đuối quá các bạn. Tập lưng các bạn nha. Cho cái máy này nó có cái chỗ tựa là cho mình ngã xuống, hai tay mình để nó sau đầu lên, để mình nhấc lên. Đứng dậy sẽ tập nhanh. Tập lưng, bài lưng này quan trọng lắm mọi người. Vì lưng khỏe thì chúng ta đập cầu rất là ngon, mạnh.
giới thiệu bài bụng á các bạn ơi. Bài bụng thì cái bài bụng với bài lưng thì mình tập ở đâu cũng được hết, mình chỉ cần nằm xuống sàn là mình tập được rồi. Nhưng mà hai bài này thấy vậy nhưng mà rất quan trọng nha các bạn, thấy vậy giữ bụng giữ cơ thì nó là cách hỗ trợ rất là nhiều cho bụng. Sau đây mình làm mẫu cho các bạn coi thôi, một hướng dẫn một bài thôi các bạn ha. Còn lưng thì có nhiều cách để tập lắm, lưng bụng, đây là tập bụng. Tập như thế này đủ phê rồi, chứ cần phải gánh tạ. Rồi, vừa rồi thì bạn Bảo và mình đã hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta có thể tập hỗ trợ cho môn cầu lông ha. Thì bên tiên quyết của môn cầu lông thì là tập nhanh đúng không em? Nhanh và bền. Thì chúng ta phải tập 4-5 hiệp và chúng ta làm ít nhất là phải cỡ 25 cái trở đi, 20-25 cái trở đi. Và bên cạnh đó thì cái khoảng thời gian nghỉ chúng ta nó khoảng 30-45 giây. Đó, thì Bảo còn gì nhắc nhở anh em không? Thực ra thì còn rất là nhiều bài đúng không em? Tập hỗ trợ mình có rất là nhiều bài. Mà mình chỉ lưu ý anh em mà mình tập hỗ trợ game thì mình nên đi theo những cái giờ bắn người chứ mà người ta nhìn mình bắn cái mấy khủng lắm. Tại nó khác với lại tại nó khác với lại tập game lắm. Đó thì một số cái Bảo muốn nhắn nhủ với anh em như vậy. Chứ một tuần chúng ta tập 2-3 lần thôi các bạn nha. Đừng tập quá nhiều, tập nhiều cũng không tốt lắm. Chúng ta phải dành thời gian để tập cho kỹ thuật, tập cho những cái hỗ trợ bền hơn nữa. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lần sau thì mình sẽ nhờ bạn Bảo hướng dẫn chúng ta về nhảy dây, về chạy bền nữa các bạn nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.